Rồi, ở video clip trước thì chúng ta đã thiết kế tới đây sử dụng một IC74HC595 để chúng ta lái theo dạng chốt một đèn LED 7 đoạn. Mục tiêu của mình là làm một đồng hồ gồm 4 chỉ số giống như cái hình hình trên đây nè. Giống giống thôi, tức là 1 2 3 4, 4 chỉ số và hai hai con LED. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng 74HC595, chúng ta ghi dịch ra từng từng cái con LED một ở đây. Giống giống như hình trên đây nha các bạn, 4 chỉ số thôi. Chúng ta có thể thực hiện thêm bằng cách là chúng ta vẽ thêm vào đây. Ví dụ như ta Ctrl C, Ctrl V, ta copy ra thêm một block nữa. Rồi ta chuyển netlist, ta generate nó ra để chúng ta ra thêm một cái module LED ở đây nữa. Và cái cách này á, thì là nó sẽ bị vấn đề là chúng ta phải đi dây lại giống như thế này. Chúng ta phải đi dây lại rất là tốn thời gian. Có một cách nữa là chúng ta có thể Ctrl C là ta copy. Ta có thể copy rồi Ctrl V là ta dán ra. Ta được thêm một cái đèn LED nữa đây. Ta đặt sát nhau đây. Chúng ta mở cho ta xem. Vì chúng ta có hai cái đèn LED rất là nhanh. Nhưng mà cách này á thì là chúng ta copy thì nó giống nhau, tức là chỗ này là U1 thì bên đây nó cũng U1 luôn, và do đó cái mô hình ở trên schematic này nó sẽ không còn giống nữa, tức là nó không có xuất netlist này ra để nó tương đương nữa, thì nó sẽ có một chút khó khăn khi mà chúng ta trình bày trong các cái văn bản kỹ thuật, chúng ta không có cái sơ đồ nguyên lý của nó. Nhưng mà đây cũng là một cách nhanh để chúng ta có thể làm. Ở đây thí dụ như là hai con led chúng ta có rồi đúng không, nó cóp một cái nữa thì chúng ta ra được bốn con led một cách rất là nhanh chóng đây. Nên thí dụ ở đây mình để đây rồi này, bốn cái rất nhanh. Rồi bắt đầu chúng ta nối dây thì khúc này chúng ta không còn còn tương quan với sơ đồ nguyên lý nữa, ta phải tự ta nối. Ví dụ như các cái xung lốc nối chung với nhau thì ta phải tự nối này qua, rất là mệt nha, rất là mệt. Chúng ta sẽ có thể dùng cách này, nhưng ở đây KiCad họ có một cách nào là nhanh hơn, đó là dùng cái block, cái hierarchy block đây. Thì chúng ta tạo cái hierarchy sheet ở đây nha. Ở đây mình undo lại. Như vậy thì chúng ta có bốn cái block như thế này, và mình sẽ tạo cái hierarchy, mỗi cái hierarchy là một cái block nha bạn. Rồi tạm thời mình Ctrl X mình cắt. Rồi mình tạo cái hierarchy đây. Mình đặt tên nó là cái Seven Sigma với 74 HC 595. Đấy, mình đặt tên nó vậy đi. Rồi ok rồi. Thì để tạo cái block, tức là một cái khối gồm nhiều cái giống nhau, thì chúng ta có thể click vô, chúng ta tạo xong chúng ta bấm lên này Enter Sheet, hoặc là chúng ta double click nha, thì nó sẽ mở ra một cái bản thiết kế mới. Đây chúng ta dán vô, ok ha, chúng ta dán vô rồi chúng ta leave cái sheet này. Như vậy thì trong cái khối này nó thực chất là một cái sơ đồ nguyên lý nha. Rồi chúng ta có thể copy cái sơ đồ nguyên lý này, Ctrl C, Ctrl V, chúng ta copy ra. Mình annotate rồi mình thì ra không cần là sai, tại vì nó đã giống nhau rồi, nó sẽ có hết sơ đồ chân trong đây rồi, nãy có hết rồi. Rồi chúng ta xuất cái netlist, generate cái netlist. Rồi đây chúng ta update lại netlist thì trong đây chúng ta có hai cái tùy chọn, bạn lưu ý là reassociate, tức là khi mà nó có trùng cái footprint, tức là nó trùng cái U1, U2 cái tên á, thì nó sẽ gắn vô lại, hoặc là nó giữ cái mới. Thì bạn lưu ý hai cái tùy chọn này nha. Mình update thử. Close. Thì mình thấy là chúng ta bấm matching ở trên á, cái option ở trên thì nó sẽ tạo ra hai U mới nè, các bạn thấy không? Ở đây là U2, là chúng ta cũng có ở đây cũng U2 luôn, thì nó tạo ra thêm một cái nữa. Vậy thì cái này không hợp lý. Chúng ta update netlist mà chúng ta reassociate footprint, tức là chúng ta gắn vô cái nào có sẵn thì gắn vô cái đã có. Nó update cái PCB đây, chúng ta coi.
luôn. Như vậy thì một cái đã U2 nguyên một bộ bên đây nó đã có rồi thì nó không có tạo mới, và nó sẽ tạo cái U3 với U4 nguyên bộ này thì tạo mới ra thêm cho mình. Đó thì chúng ta có một cách nữa là sử dụng cái hierarchy đây, hierarchical sheet đây, để chúng ta tạo ra những cái bản copy. Thì đây nó vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề là tôi muốn nói, nhưng mà tôi muốn là cái mạch in của tôi á, nó sẽ giống y chang như thế này. Thì để giải quyết cái vấn đề đó, mình xin giới thiệu với các bạn một cái phần gọi là cái plugin, là những cái bộ gắn thêm vô trong Cài Khét. Ví dụ như là một cái bộ mà replicate layout đây của diễn đàn Cài Khét họ giới thiệu, thì với cái plugin này thì họ họ có thể là họ copy cái layout mà đã đi rồi. Đấy thì trong cái tài liệu, cái plugin của cái tác giả đây, cái ông gì đi, Mizanimax gì đây nè, thì ổng sẽ hướng dẫn cho mình là làm sao để cài. À như vậy thì chúng ta sẽ copy, chúng ta cài, chúng ta thảy vô đây. Các bạn phải đọc cái này nha. Copy nè, to install nè, copy relevant folder nè, những cái folder này vô cái strip subfolder cái kết vô chỗ này. Đó, bạn thấy không? Thì mình chỉ làm theo thôi. Ở đây mình sẽ download, mình clone nguyên cái này về. Download mình cài vô. Rồi. Cái kết đây. Xích mình đây rồi, ok. Download. Rồi, sau đó thì giải nén ra. Rồi, tôi cài thì tôi chỉ có cần cài cái replicate layout này thôi, thì tôi sẽ làm theo cái nhà sản xuất là tôi copy cái này vô, nhưng mà tôi coi lại cái thư mục nó nằm đâu. UC user đây. Copy đây. App data nonmin đây. Copy. Ta mở một cái Explorer mới đi. Hai cái Explorer. Rồi, máy này username là Điết. Ủa? Để xem. Khai két. À, như vậy là trong cái máy này không có cái folder như là cái tài liệu họ đăng, tức là không có cái script print với lại plugin đây. Thì bây giờ chúng ta vô, chúng ta tìm coi cái mục scripting với lại plugin nó nằm đâu nha. À, có thể là cái phiên bản mới họ họ họ, họ đổi cái thư mục scripting đó. Rồi chúng ta vô khai két share khai két scripting. Rồi đây cấu trúc khá giống đây, plugin. Rồi chúng ta dán thư mục vô, paste. Ok, chúng ta có một cái folder replicate layout đây. Rồi mình mở qua cái PCB của mình vào tool external. Chúng ta refresh nó thử. À như vậy nó replicate đây, bạn thấy không? Ok chưa? Rồi như vậy thì mình theo cái hướng dẫn của cái nhà tác giả này, place anchor footprint for the sector you want. Được chưa? Như vậy thì mình trở lại cái của mình ở đây. Leave. Ok, chúng ta có hai cái. Chúng ta annotate. Tạo netlist. Save lại. Rồi save lại nha. Tạo netlist. Rồi, chúng ta qua PCB. Chúng ta update cái netlist này lên. Rồi đây mình có hai cái mạch, bạn thấy không? Nếu như nó tạo ra thêm ba cái thì bạn coi cái lúc mà netlist của mình đó, mình reassociate footprint lại nha, chúng ta check xuống dưới này thì nó sẽ bớt đi một cái. Rồi chúng ta sử dụng cái tool của mình bằng cách là chúng ta có thể vô reference, bạn vô đây, bạn check lên đây, check đây thì nó sẽ có thêm cái nút. Nhớ bạn, chúng ta bấm OK vậy là nó mất cái nút nè, bạn thấy không? Chúng ta vô, chúng ta hiển thị cái nút
replicate này lên để cho nó dễ sử dụng thôi. Còn thôi mình phải vô đây tool external, mình bấm vô đây cũng được, nó là nhiều cách nha. Rồi chúng ta chọn một cái footprint nào đó trong cái mạch mà mình mong muốn mình duplicate qua bên đây, rồi chúng ta bấm lên duplicate, rồi chúng ta chọn vô. Rồi thì đây nó cho mình mấy cái tùy chọn nè, replicate hết, lock footprint thì mình cái footprint mình không có lock thì mình lấy, mình nói chung là mình chọn hết đi để nó replicate hết, chúng ta bấm ok. Rồi như redraw, như vậy là nó đã sắp cái mạch kia, cái con led thứ hai của mình vô trong con led đầu tiên. Các bạn thấy không, là chúng ta có thêm một con led nữa. Đây mình hiển thị 3D lên mình xem. Đấy, y chang như cái hồi nãy. Ok không? Rồi mình tương tự vậy, xem lại một cái. Mình có thể làm thêm led số 3, led số 4 để tạo thành cái đồng hồ nha. Mình copy nó ra thêm, Ctrl C, Ctrl V. Đây là led số 3 và đây là led số 4. Ok, hồi mình đặt hai cái dấu chấm này vô sau, rồi mình kết nối giữa các con led này vô sau. Rồi chúng ta bấm annotate, rồi chúng ta xuất cái netlist, rồi xem lại. Rồi ở đây mình load cái netlist lên, update. Ok, nó cho mình thêm hai cụm đèn led nữa. Rồi một lần nữa chúng ta chọn cái anchor của mình, tức là một cái footprint nào đó, mình chọn này cũng được, chọn kia cũng được, để cho chúng ta là làm cái góc, chúng ta copy những cái còn lại. Rồi chúng ta bấm lên, bấm này, replicate nó, rồi chúng ta bấm ok. Ok, nó báo lỗi này, chúng ta chọn là cái này, replicate intersection. Rồi ok, xong. Chúng ta đã có thêm hai đèn led nữa để tạo thành một cái đồng hồ số. Led số 3. Đây là led số 4. Ok ha. Rồi ok, thì nó cũng giống giống như copy, nhưng nó tạo ra cái tương đồng giữa schematic, nó có mối liên kết giữa schematic bên đây và bên kia. Và điểm hay của cái plugin này nữa là, thí dụ như chúng ta sửa ở đây một vấn đề, chúng ta sửa lại đi, chúng ta dời cái anh này đi qua chút xíu, dời cái này qua chút xíu, thí dụ như chúng ta dời qua đây xíu đi, đại khái là chúng ta tạo ra cái thay đổi gì đó ở trên cái bản gốc ở đây, chúng ta save lại. Mà chúng ta có rất là nhiều cái bản khác chúng ta cần dời giống như vậy, thì mình chỉ cần là re-duplicate lại lần nữa này. Chúng ta chọn lại, ta bấm ok. Rồi bạn thấy là cái nút D này nó dời qua này, các bạn thấy không, nó dời qua đây nó dời qua đây nó giữ cái cũ, chắc là trong cái option của mình đó, mình chọn là không có xóa cái cũ đi, remove existing track, remove duplicate, ok, replicate check hết luôn. Rồi ok, nó đã remove cái cũ qua nè, các bạn thấy không, nó remove cái cũ qua. Rồi ok, đó là cái ứng dụng của cái plugin của mình để mà mình có thể vẽ nhanh. Ở đây mình chỉnh lại cho nó đúng, chỗ này mình cho thành cái gear lớn hơn đi. Ok, ta dời cái này lên xíu. Rồi ok, save lại. Ta chọn, rồi ta sửa đồng loạt. Rồi ok, các bạn thấy đây, tất cả nó đều sửa lại cái view lớn hết nha. Và nó sửa lại đồng loạt giống nhau hết, các bạn thấy không? Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã sử dụng được cái plugin của mình, bốn cái đèn led. Rồi còn lại chúng ta sắp xếp nha các bạn, sắp xếp cho nó đẹp.
tạm thời như vậy, tôi nhìn thử. Ok, nhưng mình để hai cái đèn led vô đây nữa, rồi mình nối cái tín hiệu với nhau nữa là xong cái bài của mình. Rồi thì trở lại cái hierarchy, thiết kế theo cái hierarchy này, chúng ta có thể đặt tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra của cái hierarchy của mình. Chúng ta enter một cái shift, chúng ta đặt tín hiệu đầu vào, ví dụ như là cái data này chẳng hạn. Cái data này, data là tín hiệu đầu vào, đây chúng ta nối vô, ok chưa, là một cái bọt data. Chân sung clock mình cũng là một cái tín hiệu đầu vào luôn. Bây giờ anh này ra xíu, vô xíu, chân sung clock là một tín hiệu đầu vào. Rồi, chân lát cũng là một tín hiệu đầu vào. Rồi, tín hiệu đầu ra. Tín hiệu đầu ra chính là cái chỗ này, chúng ta cần dời qua cái bọt tiếp theo mà chúng ta không có đưa data vô. Chúng ta lấy data đầu này dời ra đầu kia, rồi chúng ta đưa một cái tín hiệu đầu ra ở đây nha. Rồi chúng ta đặt vô, tín hiệu đầu ra là data out, ok ha, sửa lại đây, data out, ở đây mình sửa lại là data in, ok, nó chuẩn. Rồi leave. Rồi mình nhấp chuột phải vô, mình import sheet pin này các bạn. Rồi đây là một đường data in, inbox sheet pin, clock inbox sheet pin, latch và một sheet pin data out chưa. Ở đây mình resize cái này lại chút xíu cho nó dễ nhìn đây. Data in, data out. Như vậy là các chân clock thì chúng ta cho nó giống nhau, cùng một cái clock, clock chung của hệ thống. Data in của đầu này thì mình là data out của đầu kia nha. Rồi, ở đây chúng ta update nó mới rồi thì chúng ta xóa nó đi để chúng ta copy lại. Với data đầu này là data out đầu này, data in đầu kia. Đấy, out đầu này, data in đầu kia, 1, 2, 3. Đây là cái cuối cùng, ok chưa. Ở đây mình đặt tên của tín hiệu CLK clock. Các bạn lưu ý là chúng ta đặt tên ngoài này thì nó chỉ cục bộ trong cái sheet này thôi, trong cái tờ bản vẽ này thôi, chứ còn ở trong này, sheet ở đây nó cũng có cái CLK, nhưng hai cái nó không có được nối với nhau, nó nằm ở một cái sheet khác. Lưu ý chúng ta chỉ nối chung với nhau với những cái ký hiệu global này thôi, tức là RND là chung với nhau nè, thì RND nào nó cũng tính là RND thôi nha. Hoặc là chúng ta lấy cái global label này thì chúng ta đặt global label ở đâu cùng tên thì nó sẽ hiểu trong tất cả các cái sheet khác nhau. Các bạn lưu ý chỗ này. Rồi clock, như vậy thì clock này khác với clock kia, nghĩa là chúng ta đặt vô đây cũng là clock luôn, CLK clock. Đây mình cũng tên là latch, đây cũng là latch luôn. Rồi tương tự như vậy, chúng ta copy cho nhanh. Rồi data out này mình có ra đâu không? Hôm nay mình không ra đâu hết, mình để trống đây luôn. Rồi chúng ta đưa vô một cái connector con, đây là mail và ở đây chúng ta có 1, 2, 3 và hai chân nguồn nữa, vậy là 5. Chúng ta làm theo cấu trúc. À, đây chúng ta có đây 1, 2, 3, 4, 5 gì đó. Chúng ta có thể
lấy cái chân nguồn ở đây ra, chúng ta copy Ctrl C Ctrl V cho nối nó vô Ctrl C Ctrl V là chân nguồn rồi. Còn lại là chân data clock và chân latch. Chúng ta cấp nguồn vô. Chúng ta nói theo data CLK clock và chân latch. Ok. Đây là chân data của tôi đây. Đây tôi gắn vô đây. Rồi, lock với lát mình là giống nhau nha. Rồi xong, chúng ta annotate. Chúng ta sai cái footprint mới này. Sai cái footprint mới này. Ok, chúng ta có cái footprint mới là pin header 2.54. Được. Ok. Ta tạo cái next list. Rồi, ở đây chúng ta update cái next list này lại. Update. Nó không hiểu cái cũ nè, bạn thấy không? À, nó không hiểu cái cũ thì bây giờ chúng ta sẽ update lại thử xem. Chúng ta reassociate nó. Update lại. Rồi, như là cái nào mà cùng tên thì nó sẽ tự hiểu. Ở đây nó chỉ thêm cho mình cái chân này thôi. Ok ha. Rồi, sau một ngày xoay trở tới xoay trở lui để mà nối mạch thì mình đã sắp xếp lại tất cả linh kiện và nối mạch lại. Cuối cùng thì sản phẩm của mình như thế này. Đấy, thì bạn làm bài tập, các bạn về bạn nối thử mạch này thử xem nó hại não như thế nào nha. Rồi, ok. Tiếp tục cái sản phẩm của mình là chúng ta sẽ làm cái đồng hồ, cho nên chúng ta cần là một cái buzzer để kêu bíp bíp nè. Rồi chúng ta cần nút nhấn để chỉnh đồng hồ, và chúng ta cần một quan trọng nhất là một module thời gian thực để chúng ta có thể đọc cái thời gian khi mà không cấp điện vô trong cái đồng hồ này của mình. Và một điều quan trọng nữa là chúng ta muốn dùng cái đồng hồ này chúng ta gắn để học lập trình với lại cái kit big mà bài trước chúng ta làm á, thì mình muốn cho nó tương thích chân để có thể gắn trực tiếp vào khỏi phải nối dây nhợ lòng vòng. Đấy, rồi bây giờ chúng ta qua các cái thì buzzer chúng ta vẽ mạch giống như một cái tải bình thường thôi, chúng ta gắn buzzer vào một con phết. Ở đây mình sử dụng SI2302 cái kênh N nha bạn. Rồi, nút nhấn. Nút nhấn thì mình sẽ dùng cái nút nhấn loại này. Đây nó có hai kiểu, một kiểu là dán và một kiểu là cắm. Thì dán chỉ có 600 đồng, cắm thì nó ngàn mấy, cho nên mình làm đồ thí nghiệm nên thôi. À đây, dán này cũng được nữa nè. Để chúng ta hoặc là dùng dán hoặc là dùng cắm nha. Thì chúng ta chọn một trong hai. Cái nút nhấn này là loại 6x6 nha bạn. Thì chúng ta coi qua một cái linh kiện mới thì coi cái sơ đồ chân, nó có bốn chân như vậy, hoạt động nó như thế nào. Mà thì thường nhà sản xuất người ta sẽ cho mình cái hoạt động, còn nếu như họ không cho, như đây là họ cho cái circuit diagram nè, nếu họ không cho mình phải mua về mình thử nghiệm rồi mình mới vẽ mạch được, chứ tránh tình trạng mình vẽ bừa rồi nó không chạy được nha bạn. Như vậy là đây là chân 1, chân 2 đã được nối sẵn với nhau, hai chân hai bên nè, chân 2 đã được nối sẵn với nhau, và chân 3, chân 4 đã được nối sẵn với nhau. Khi mà người dùng nhấn nút thì chân 1, chân 2 này nó sẽ dính qua chân 3 với chân 4 nha. Đó, rồi, ok. Đó là nút nhấn. Thì ở đây mình tính đưa vô hai cái nút nhấn, cho nên mình sẽ dùng cái hierarchy sheet giống y như nãy, giống giống y như cái phần phần trước của mình. Rồi đây tôi đặt tên là nút nhấn 6x6. Đấy. Rồi, ok. Move
stretch nó, kéo kéo nó, drag nó, resize resize nó, cho nó nhỏ nhỏ thôi. Rồi ở đây mình sẽ cắt, mình enter sheet rồi mình dán vô. Ở đây mình sẽ cho một cái nhãn đi ra là BX out nha, in chứ, button in đấy. Rồi, button in là để người dùng giao tiếp. Nhấn này thì mình sẽ cho là 10 kg, kéo lên như vậy thì nhấn nút vô thì nó sẽ nối xuống không, còn không nhấn nút thì nó nối lên 10 kg lên dương. Ok, leave. Rồi ở đây mình đưa cái thiết bị, đưa đưa cái đầu ra của mình ở đây. Đây mình chưa biết kết nối đâu, mình cứ để cái chân BX sẵn đây đi. Rồi, là một cái, bình chân C, bình chân V là hai cái nút nhấn. Đây là hai nút nhấn, một cái bút giờ. Rồi và giờ mình đưa nó qua trước cái nha bạn. Annotate. Rồi chọn thư viện. Rồi bút giờ thì chọn thư viện nào giờ? Chọn thư viện nó phụ thuộc vào mình đi mua cái bút giờ nào. Đây, chúng ta coi thử bút giờ có nhiều loại nha. Thì cái của mình là cái bút giờ piezo, bút giờ áp điện này. Đây chỉ là một nhà cung cấp thôi, các bạn có thể tìm ở những chỗ khác nữa. Thì đây nó ghi là cái gì đây? Bút giờ là 3V, bút giờ là 5V, bút giờ từ 3 tới 5V. Đấy, thì tùy mình lựa chọn bút giờ. Rồi, bút giờ có rất là nhiều loại ở đây. Mình đi mua loại nào về mình gắn vô loại đó. Ok, 5V không cần tần số đây. Kích thước là 12 nhân với lại 6, tức là đường kính của nó là 12 ly các bạn. Từ 4 cho tới 6 này cần cấp tần số vô. Rồi ok. Như vậy thì đây mình thấy là chắc mua loại này đi. Loại này đi là 2.900 cái. 2.900 cái nha. Kích thước là 12 và chiều cao là 6. Cấp điện vô là 5V, không cần cấp tần số này. Rồi, ok. Chúng ta chọn cái thư viện cho bút thì mặc định ở đây nó sẽ gợi ý cho mình. Còn không thì mình phải tìm ở trong cái đống thư viện này chỗ nào là bút để mình lôi nó ra nha. Rồi, ở đây mình coi thử 12 nhân 9 này. Đây. Bút ok. 15 nhân 7. Những cái loại bút chì khác rất là nhiều loại. Rồi bút chì lớn, bút chì nhỏ vậy đó. Rồi mình lấy loại 12 nhân 9.5 nè, là đường kính 12 là đúng rồi, còn chiều cao nó có thể nó hơi cao một xíu thì mình gắn vật lý nó vô, gắn gắn cái kích thước thật nó vô là ok. Ta chọn ở đây cái bút chì. Rồi hai cái nút nhấn B1 và B2. Rồi, này thì chúng ta coi mấy loại nút nhấn ở đây. Này không phải, cái deep switch này không phải. Push cũng phải luôn. Deep này cũng phải luôn. Rồi, chúng ta coi xuống tới ở dưới. À đây. Thắt tài gì đây? Push. Này, thắt tài gì đây? Đây 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 đây. Nhấn của mình đây. Thắt tài ôm rong gì đây nè các bạn. Đây. Hên quá. Một loại này nha. Ta đo thử rồi có đúng hay không. 6 nhân 6. Ok, 6 nè. Rồi ở đây 5 chấm mấy. À 5. Rồi 5. Coi lại trong kích thước đây có đúng hay không. Đây nếu như mình mua loại này là 6.5 thì là 4.5. Ok, vậy là chúng ta gắn vô được nha. Là đúng loại của mình. Rồi chúng ta chọn cái này kích cái nút nhấn này. Này, nút nhấn này. Rồi, nếu mà mình không thích nữa thì mình có thể chọn thêm mình kéo mình coi thêm button. Coi thêm cái thư viện button.
chữ B, true hole, được chưa các bạn? Rồi chúng ta mở ra, chúng ta coi theo cái đi. Cái thư viện chân đây, footage đây, và coi cái bean count, coi những cái nút nào nó có bốn chân. Để chúng ta coi nha. Nên ta coi thêm. Coi thêm rất nhiều, nó sẽ liệt kê tất cả những cái nào mà bốn chân là nó đưa lên cho các bạn hết. List theo cái này nữa chứ. Rồi, ok, chắc có cái này phù hợp thôi. Rồi mình chọn cái nút nhấn này luôn. Rồi còn gì nữa không? Ok hết rồi. Lỡ xui mà chúng ta không có thì chúng ta phải tự vẽ nha các bạn. Rồi chúng ta tạo cái close, save cái này lại, leave cái này đi. Rồi, ok, vậy chúng ta copy cái sheet nó giống nhau thì nó sẽ ra giống nhau thôi. Rồi, leave, save lại. Rồi, chúng ta next list, generate next list. Rồi, chúng ta update cái next list ở đây. Update, close. Rồi, ok, nó thêm mấy thiết bị, mấy món vô cho mình đây. Ok ha. Rồi, chúng ta sẽ coi bố trí đặt. Giờ mình để cái này, tạm thời mình để ra ngoài đi. Đấy. Mình đặt cái bootzer lên đây. Chúng ta gá tạm vô đây đi, rồi nữa chúng ta xem tình hình xem là như thế nào. Chúng ta sẽ đi dây lại cái vấn đề này. Cũng như là gá nó có cân chính giữa hay không thì từ từ nha. Rồi, nút nhấn. Nút nhấn thì đây bị cấn, cho nên là mình dời xích cái này lên trên. Xích cái này lên trên đây. Rồi, đưa cái nút nhấn vô. Ok. Một nút. Tạm thời để nó ở đây đi. Thêm một nút nữa. Cái này là của anh này, để nó gần đây đi. Rồi, này. Hai cái này là của cái nút nhấn, để nó gần vô đây. Từ từ chúng ta tính sau. Save. À, có vẻ cái chỗ này cái thư viện nó có vẻ không ổn rồi nè. Hồi nãy là mình cái này nối sẵn với cái này. Nối nhấn thì nó chạy qua, nhưng trong cái thư viện này nó như nó sai thì phải. Rồi. Này, chưa có mô hình 3D của nút nhấn. Ok ha. Rồi, ok. Chúng ta coi kỹ lại cái chỗ này là hai chân 1 với 2 này nối sẵn với nhau. Hai chân 1, 2 nối sẵn với nhau, leave. Enter vô này đi. Hai chân 1, 2 là nối sẵn với nhau. Theo như cái hình vẽ ở đây, người ta cho mình là hai chân 1 với 2 là nối sẵn với nhau, là hai chân hai bên này nè, là 1 với 2, mà hình như là 1, 2 này chưa nối, cho nên là nó sai đi, bạn thấy không? Ở đây thì mình có thể là mình dùng cái thư viện khác, thư viện cái nút khác á, hoặc là bây giờ mình có thể giải pháp tạm thời là mình có thể sửa cái thư viện nút nhấn này luôn cũng được nha. Edit property, edit footprint, edit with layout editor nè. Mình sửa cái chân thư viện này lại. Đương nhiên là cái thư viện của Kaiket á, họ không có cho mình sửa đâu, mà mình phải save ra một cái thư viện khác. Rồi, ở đây mình đổi cái chân này lại là thành chân số 3. Đây là mình đổi thư viện này lại chân số 2. Ok ha. Rồi. Mình save save nó lại. Biết là nó có cho save hay không. À, nó không có cho save mà phải là save as. Rồi, save as. Đây mình ghi là cái thư viện thêm là trick, ok ha. Và cái thư viện của mình bây giờ mình không có cái thư viện nào gắn ở đây hết, vậy thì nó không biết nó cho sale lên đây không. À, cho sale luôn. Push to for trick đây. Rồi, ok, rồi chúng ta đóng lại thử. Rồi, do not have write permission, bạn thấy không, không cho sửa. Rồi,
bắt lưu thành một cái thư viện khác. Switch. Ok. Rồi bây giờ như vậy là chúng ta không dùng được cái này thì chúng ta đổi sang cái thư viện khác nhé bạn. Ta đổi nó sang thư viện khác. Thì một là mình xóa nó đi, hai là mình ấy thôi. Rồi, ok, bây giờ mình vô mình lấy trong cái thư viện triết. Switch. Thì đây bạn sẽ không thấy cái thư viện switch triết hồi nãy mà mình load vô. Tại vì trong Keycase thì họ quản lý thư viện rất là chặt. Rồi chúng ta vô đây. Manage Symbol Library nè bạn nè. Vô đây nè. Manage Symbol Library. Rồi. Global Library đây. Chúng ta load thư viện vô thêm thì chúng ta bấm add cái existing table vô đây. Hoặc dấu cộng hoặc hai bên vậy đó. Chúng ta add cái thư viện của mình vô. Ok ha. Add thư viện vô. Chúng ta bấm OK. Thì lúc này chúng ta mở cái bảng thư viện lên thì chúng ta sẽ thấy nha. Rồi đây, switch triết đây, nó lưu ra cho mình riêng cái thư viện switch triết với cái đặc điểm chân khác. Giờ mình bỏ cái này vô, gắn vô. Ok ha. Rồi save. Được chưa? Này mình sửa lại là SVK1. Rồi, chúng ta leave. Ở đây thì nó cũng tự động nó update lại thôi, nó giống nhau mà. Rồi chúng ta annotate. Rồi chúng ta chọn lại cái kiểu chân hồi nãy. Switch 1 với switch 2. Button. Này. Close. Ok. Leave. Rồi, chúng ta xuất cái next list. Ta update qua đây lại. Update. Close rồi. Đây, bạn thấy nè. Nó khác nè, đúng không? Ta xóa hai cái trên đi. Tại vì nó đặt là khác rồi. Nó đặt khác cái tên đó mà. Rồi, chúng ta đưa vô đây. Rồi, ok. Ta đã có hai cái nhấn chỗ này. Rồi, mình đưa một cái thời gian thực chỗ đây vô cái ô trống này nữa. Rồi, tạm thời đóng cái này lại. Rồi, thời gian thực là RTC, là Real Time Clock các bạn ha. Thì đây thời gian thực mình thấy trên thị trường nó có một số cái giải pháp mà mình có thể mua được là con DS 1307 hoặc là DS 3231 đây. Thì bạn có thể tham khảo các cái giải pháp cũng như là đây, mình vô đây mình tìm xe đồng hồ thời gian thực nha. Mình tìm các giải pháp mà mình mong muốn rồi mình gắn vô, mình phải nghiên cứu như vậy thì giải pháp nào phù hợp là tùy cái giá thành rồi cái đặc tính nó đúng hay sai. Nói chung là để mà có kinh nghiệm nó chạy được hay không thì mình phải gắn mình chạy thử. Hoặc là mình tin tưởng vô cái người nào đó mà người ta đã nói nó chạy được rồi. Đấy, thì ở đây mình không có chính hãng nên một người thiết kế người ta cũng có một cái cách nữa là người ta có thể email cái chính hãng này người ta hỏi. Bây giờ tôi cần cho cái ứng dụng đếm xung đồng hồ của tôi, độ chính xác là như vậy vậy. Bạn hãy đề xuất ra cho tôi một cái sản phẩm nào đó của bạn mà có, ví dụ đây mình viết mail cho Maxim đây chẳng hạn, hoặc lên trên trang web của nó để mình xem được chưa, thì họ sẽ recommend cho mình như vậy bạn sử dụng nhiệt độ này bao nhiêu nhiêu vân vân, rồi nó sẽ sai số như vậy vậy, bạn chấp nhận được hay không. Ok ha. Thì cái quá trình đó là quá trình chọn lựa, mình phải khảo sát rất là kỹ và tốn nhiều thời gian cũng như cái kinh nghiệm. Nếu mà người ta đã đi trước rồi, mình có thể tin tưởng vào cái người đó thì mình các bạn cứ làm theo. Ok không? Rồi mình từ từ mình lấy kinh nghiệm. Ở đây thí dụ như DS 1307 thì trong cái dataset của 1307 lúc nào nó cũng phải cho mình cái mạch để mình ứng dụng. Như vậy thì 1307 là như thế này đây à. Cũng đơn giản ha. Hai chân này là hai chân giao tiếp EC nối với con CPU. Chỗ này thì gắn cái thạch anh. Chỗ này gắn CND, chỗ này thì gắn cục pin, thì chúng ta có thể mua con IC về. Chỗ này hai chân X1, X2 ta gắn cục thạch anh vô đây. Hai chân này gắn vô vi điều khiển, chân này chân bát này là gắn vô cái cục pin. Đấy,
thì chúng ta vẽ theo y chang như trước giờ chúng ta vẽ con vi điều khiển hay là con 74HC595 á, chúng ta vẽ theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất thôi. Ta đã làm vậy rồi thì mình theo thôi nha. Rồi về cái cách lập trình thì mình xem thêm ở trong cái diagram này để mình lập trình cho nó đấy nha mấy bạn, cũng như là tìm thêm các cái thư viện ở đây nó giải thích từng chân nó như thế nào này. Ở đây mình có thể sử dụng con IC này, nhưng mình thấy nó có một cái giải pháp là như thế này. Ở đây 9.000 máy rồi, mình thấy là cộng pin, cộng PCB, cộng công hàng, cộng thạch anh rồi vô nữa thì nó lên 10, 12.000, 15.000 cũng có khi. Thì ở đây sao rẻ ta, đây chắc của Trung Quốc quá. Ôi, hàng chính hãng với hàng Trung Quốc quá. Rồi, thôi kệ đi. Thì đây mình muốn đề cập tới một cái giải pháp khác là chúng ta sử dụng cái bo có sẵn trên thị trường này, do Trung Quốc họ sản xuất thôi chứ cũng không gì hết. Thì mình đề cập này để mình giới thiệu bạn một cái phần sau là chúng ta sẽ vẽ một cái thư viện schematic, chúng ta tạo một cái thư viện cũng như là chúng ta copy thư viện trên mạng về, hoặc là chúng ta quản lý cái thư viện như thế nào nha. Ở đây thí dụ như chúng ta có một cái linh kiện gì đó mà nó chưa có thư viện chẳng hạn, ví dụ như là IC giao tiếp thời gian thực, đây là họ có gắn cục pin sẵn nè, họ có con IC nè, họ có thạch anh nè, có một đống thứ linh kiện trên đây để họ gắn sẵn, họ hàng sẵn cho mình chỉ việc hàng vô thôi. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng con IC này để mình giao tiếp. Thì việc đầu tiên á, mình sẽ search cái tên của nó, Tiny RTC đây, copy để mình tìm coi trên thế giới này, trên mạng này đã có ai có thư viện này chưa, mình sẽ dùng. Còn nếu mà kẹt lắm mà không có thì tôi sẽ phải vẽ. Ở đây mình sẽ search là khai két nha bạn, khai két. À đây, coi chừng là này cũng có, à, không phải, chỗ này là chỉ ra RTC thôi chứ không có Tiny RTC đây. À anh này, Tyler Compton gì đây. Rồi snap, cái này không phải, cái này chỉ là cái DS này thôi chứ không phải Tiny. Đây Tiny nè, module nè, đấy. Rồi ok, rồi tạm thời bao nhiêu kết quả đây. Rồi ở đây thì mình thấy là mình search coi DS1307 ở đây nữa. Đây một cái thư viện footprint của anh này anh tạo 5 năm trước, không biết có đúng hay sai, nhưng thôi mình cứ download về mình dùng nhé bạn. Download về mình dùng, đây là cái thư viện của anh này, kiket.mod gì đây, mình cứ download về mình xem coi nó đúng hay sai. À đây một người ta vẽ lên cái thư viện đó nè, có thể là đúng á nha, có thể là đúng. Đây thì họ dùng cái EDA của họ. Rồi mình xem thử. Họ cho cái thư viện của họ nè. Bạn thấy không? Cho thư viện họ. À, mình có thể download về hay không? Export à, nó không có cài két, nó có anti-num thôi. À, thì mình có thể xuất DSF về. Export DSF về để mình lấy kích thước nha. Dự án này của mình. Đây nãy mình xuất rồi. À, một cái. Hai là mình xuất bọt cái anti-num về. Ok, download cảnh báo, support anti-num về, coi còn export gì nữa không, hết rồi, ở đây dưới hình thôi, EDA rồi. Rồi ok. Ok, mình có thể dùng cây thước để mình đo, à, mình dùng cây thước để mình đo xem như thế nào, trong đây nó có thước không ta, à, smart dimension nữa bạn, thì mình đo thử, từ bên đây qua tới bên đây là bao nhiêu, 950 mil. Ok ha, quan trọng là mình đo được vậy là ok rồi. Rồi tạm thời mình để đây cái đã. Rồi mình trở lại cái thư viện Tiny Kiket này, thì thư viện Kiket nó là một cái tập tin dạng text. Mình có thể tạo cái thư viện bằng cách là mình copy như thế này các bạn, copy mình mở một cái notepad lên, mình mở một cái notepad lên và mình đặt tên là tiny drc kiket.mod này, mình dán vô nha, save
IT. Ok. Rồi, đặt cái này. Đó, mình tìm cái mình tìm chỗ này của mình tạo một cái thư viện đi là khai kết clip. Cái này mình là kit 7 Sigmund gì đó, 74HG595, đặt cái tên cái folder vậy đó. Rồi mình bỏ này vô, bỏ cái tiny này vô. À, nó vẫn còn cái lưu cái đuôi .txt, chúng ta vô chúng ta bỏ nó đi, bỏ cái txt đi. Tt đi. Ok ha. Ở đây mình có thể hoàn toàn mình mở với cái kết lên mình xem. BCB Footprint Editor. Mở lên. Open. Mở lên mình xem đây. À, thư viện của họ đây, kích thước mình đo lại coi nó có inspect lại coi nó có đúng hay không. Từ đây qua đây 24 máy, chỉnh lại cái đơn vị là hãy in đi, coi phải là 950 hay không, gần tương đối rồi đây, 950 945 gì nè các bạn, thấy không? Cái thư viện anh này có thể tin tưởng được á. Rồi, đây mình mở ra cái này thử. Đây không ai đo đạc gì hết trơn. Không biết có đúng không? Tốt nhất là cũng phải mua cái cục này về rồi ấy. Còn không thì mình phải làm liều, mình tin cái ông này cũng vẽ cái thư viện đúng. À, cái thư viện này của ông này thì ông thiếu hai cái lỗ chỗ này nè bạn. Mình thấy không? À, thiếu hai lỗ chỗ này rồi. Thiếu hai lỗ bắt ốc chỗ này rồi. Này thiếu phải có hai lỗ chỗ này nữa chứ. Và không biết nó đúng hay sai. Mình có thể mình thấy là nên tin cái anh này hơn. Đó thì đó là một cách mình có thể lấy thư viện của người khác về. Ở đây cái sơ đồ nguyên lý đâu ta? Nguyên lý. Sơ đồ nguyên lý ở đây anh không có trình bày ở đây. Ở đây. Đây. À, sơ đồ nguyên lý. Cái thư viện sơ đồ nguyên lý của anh này đây, bạn thấy không? Đấy. Đây. Thư viện sơ đồ nguyên lý của anh này đây. Nha, mình có thể đào hết cái library này về mình dùng. Và mình đào về cho các bạn xem thử. Copy. Note. À, mình cứ hoàn toàn có thể mình bấm nút download ở đây về nha các bạn, đào cái raw về được nè. Nhưng đây là mình cho bạn thấy là nó là một cái dạng chuỗi file text, dạng như cái kiểu mã lập trình vậy đó. Và mình hoàn toàn mình có thể mình copy dạng text. Đây mình download raw về cũng được nè. Nè. Download raw về đây, nó lưu về đây nha. Rồi hoặc là mình làm kiểu này, mình save. Save rồi bỏ vô đây. Lib. Nha, on file những lib. Save. Rồi ok. Rồi, mình muốn dùng cái thư viện của họ thì mình add cái thư viện của họ vô Symbol Library đây. Add thêm cái thư viện của họ vô đây, thêm một cái thư viện nữa. Lib đây các bạn. Đâu. Cái ấy không có. Ở chỗ này. Này, cắt nó ra đi. Là để ngoài này. Đây. Scum chim gì nè. Tên của ông đó đó. Ok, rồi. Đây mình load cái thư viện vô. Thư viện của anh ấy đâu rồi? Để ít 1307 thử. Đây, để ít 1307 đây. Chứ à, mình đã có tạo một một cái giống giống vậy rồi nha. Để ít 1307 đây.
Ok nha. Đó thì mình cũng có thể lấy thư viện của người khác để mình sử dụng bên đây. Các bạn cứ sử dụng bình thường không có sao hết. Ok ha. Rồi. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể làm một cách bài bản hơn, đó là chúng ta tạo cái thư viện riêng cho mình. Mình vào chỗ thư viện editor hoặc là thư viện symbol, thì đầu tiên mình tạo thư viện symbol trước. File new library. Rồi chúng ta đặt một cái thư viện symbol, thì mình cũng lưu ý cái chỗ mình đặt cái tên file xíu nha. Bên đây mình đặt trong cái project của mình đi. Mình đặt là thí dụ như trick key cat clip. Ok không? V1 chẳng hạn. Thí dụ vậy. Ok chưa? Rồi, chúng ta đặt global. Chưa? Thì về mặc định cái chiếc cây két global này nó chưa có gì hết trong đây hết. Và chúng ta hãy tạo cái symbol mới, chúng ta create symbol đây. Ta đặt tên chọn cái thư viện chiếc rồi. Chiếc cây két đây. Ok. Rồi, cái tên của thư viện mình là gì? Mình đặt tên theo đúng cái của mình hồi nãy là tiny gì đó. Tiny để này tiny ok ha. Rồi tạm thời để về đi. Keynote space character symbol name. Rồi vậy thì kéo nó ra. Ok tiny rồi đây một cái kéo qua đây. Rồi bây giờ mình vẽ cái khung cho cái thư viện của mình. Rồi cái của mình là bao nhiêu chân đây nhỉ? Mình là bao nhiêu chân đây? 1 2 3 4 5 6 này. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 gì nè. 9 10 11 12 nè. Thì mình cứ đặt dài lên hoặc là mình coi trong cái phần cứng của người ta. Người ta có cái gì ở đây? Cái gì đây? Đây, mình đặt bên này số 1 hay bên này số 1 là tùy mình thôi nha các bạn. Ở đây mình đặt đây một chẳng hạn, thì bên đây là dài lên đây 2 3 4 5 6 7 8. Ở đây mình qua muốn qua đây số 9 thì mình cứ đặt số 9. Ở đây mình muốn đặt số 9 thì cũng được luôn nha. Thì tùy, cái này là tại vì mình tự vẽ mà cho nên mình tùy. Và khi mà mình vẽ 1 2 4 5 6 7 8 qua đây số 9 á, thì lúc mà mình vẽ cái thư viện layout á, mình phải để cái chân DS này là số 9. Chứ còn mình vẽ số 9 mình dạng ngược đây thì lúc mà mình nối mạch nó sẽ bị sai. Các bạn lưu ý chỗ đó xíu. Ok ha. Ở đây mình sẽ đặt tên theo giống cái ông này đi cho nó dễ nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 và cái tên đây cũng có sẵn luôn nè các bạn. Rồi chúng ta vẽ cái tên vô. Nãy giờ bin number số 1 được chưa? Mình mở hai cửa. Một là chân về bát. Đặt đây. Này, thí dụ vậy nha. Mình mở hai cửa sổ làm việc cho nhanh. Nhìn đây hí hí thôi. Rồi, chân số 2 là chân RND. Chân RND. Chân số 2. Rồi, đây mình có thể chọn là input, output hay là cấp nguồn, power input gì đó vân vân. Tùy cái mình lựa chọn cái này để nó dùng để nó check là mình nối điện vô đúng hay không nữa. Nếu bạn không quan tâm lắm thì bạn để mặc định luôn cũng được nha. Rồi, đây là chân số 2 là RND. Rồi, tiếp theo là mình cứ gõ tiếp theo thôi. Chân VCC, VDD, chân số 3. SDA. Chân 4. Chân số 5 CL. Rồi, chân DS. DS thì giống dung sai dòng tiếng Việt nữa nha. Chân SQ số 7. 7. Rồi nghĩa là đây có 7 chân. Để chắc ăn mình nhìn đây coi nó đúng nè. Bát này là DS SQ rồi đúng rồi.
Hên quá. Rồi, bên đây là một. Rồi, kéo lên cho nó giữ giữa cái nhìn cho nó đẹp. Ok ha. Rồi bên kia. Bên kia là, bên kia là như thế nào? 7 đây rồi, số 8 là bên nào? À 8 họ chở ngược cái đây lên. Mình quay qua đây, mình cái của mình rồi. Rồi số 8 là chở ngược từ dưới lên lại, số 8. Số 8 là lại GND 8. Rồi số 9 là VDD 9. Rồi số 10 SDA lại. Xin là số 11 chứ. Rồi qua đây là chân JS 12. Hết rồi. Nhiều đây thôi. Ok ha. Rồi, ta save lại. Rồi chúng ta có cái thư viện đầu tiên. Mấy này để mấy bạn trang trí thêm. Nhưng thông thường thì mình cũng không cần lắm nha. Mình có thể import hoặc là export gì đó cái symbol mà mình có sẵn thì tùy mình có hay không, nhưng thông thường mình hay làm như thế này. Thì chúng ta có một cái thư viện đầu tiên trong cái thư viện của mình. Được chưa? Mình save lại, mình tắt nó đi. Rồi, mình qua cái thư viện của mình. Mình manage library để mình load cái thư viện vô. Đây không biết nó đã load sẵn hay chưa thì mình mở lên mình kiểm tra lại cái. À, đây, mình nãy lúc mình tạo nó đã load cái thư viện mình vô rồi nè. Rồi mình add vô. Tiny. Đây. Trí cây kết clip V1 của mình đây, bạn thấy không? Rồi ta cấp vô. Ok ha. Đấy. Là ta có cái thư viện cây kết đầu tiên của mình. Bạn có thể vô mấy bạn mở cái thư viện cây kết của mình để mấy bạn xem coi nó là như thế nào. Thì ở đây trong cái thư mục này thì phải. Đây. Chúng ta phải mở với open with. Mình có thể edit nó. Open with. Mình mở bằng cái trình duyệt Notepad. Mở bằng cái Notepad cơ bản thôi. Thì đây nó cũng dạng text thôi chứ không có gì hết mấy bạn. Đây mấy bạn thấy không? Cái định nghĩa của nó nè. Encoding nè. Tiny nè. Rồi. Xuống đây là những cái định nghĩa về tọa độ. Nha. Rồi tới đây là kết thúc. Khi bạn thêm library vô thì nó sẽ chèn thêm vô đây thôi. Rất là đơn giản. Và chúng ta có thể là copy dạng text để mình bỏ vô đây để được thêm linh kiện cũng được nha. Rồi, mình quay lại vấn đề chính của mình ở đây. Là chúng ta có một thư viện rồi. Giờ chúng ta đưa nó qua bên BCB. Ok chưa? Chúng ta tạo cái Footprint Editor đây. Bên Footprint Editor thì gì, mình cũng có thể làm tương tự. Tức là mình cũng có thể File New Library. Chúng ta có một cách để chúng ta tạo một cái library là Trick Keycat Footprint. Đấy, V1 ví dụ vậy. V1 ta để Pretty ta để đây đi chẳng hạn. Rồi, global. Đây. Chưa có gì hết nha. Chưa có gì trong đây hết. Là phải new footprint. New footprint. Enter footprint name. Tiny RTC DS 1307.
À, cái nãy mình đang sửa thì mình có sửa không? Discard rồi. Đây chúng ta có một cái thư viện mới. Bạn lưu ý là khi mà mình bấm new á thì nó có cái là mình đang ở cái thư viện nào nha. Ví dụ như mình nhìn lên nè, chiếc cây kết phút pin V1 nè, mình đang ở cái thư viện đó thì mới được. Chứ còn còn không là là nó lưu vô cái thư viện khác là cũng cũng không được nha. Các bạn lưu ý chuyện đó. Set default. Rồi thì đây nó cho mình cái màn hình mình sửa cái thư viện thôi, rồi chúng ta đặt tên vô nha, 1 2 3 4 5 6 gì đó. Thì mấy bạn thấy là ở đây mà để chúng ta làm cho nó đúng đó, thì mình phải biết được cái kích thước của các cái chân. Mấy bạn lưu ý chuyện đó. Chúng ta đặt đây 1, đây 2, đây 3, đây 4, ví dụ vậy thì nó gắn nó không vô, nó xiên nè, hoặc là cái kích thước này không đúng, ở đây nó gần quá, xa quá. Xa quá như này thì kích thước nào mới là đúng, thì mình phải mua cái phần cứng về mình đo là chắc cú nhất. Còn nếu không thì mình tin tưởng vô cái thư viện của người khác, cái kích thước mà người khác, ví dụ như ông này mình tin tưởng vô chẳng hạn, thì bắt đầu mình đo, à khoảng cách giữa chân 1 và chân 2 là bao nhiêu, xách vô đo, tất cả là đo đạt hết. Smart dimension này từ chân này qua chân này 100 mil nha, từ chân này qua chân này, chân 1 qua chân 2 nè, 100 mil. Ok, thì đây là 100 mil, bật cái kích thước qua 100 mil, bét đây mình đưa vô được chưa. Rồi mình làm giống cái ông này, bét nằm ở trên nè, một nè, một cái lưới nhảy là 100 mil, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, ok chưa. Rồi ở đây cách xuống đây là 950 mil, và ở đây là thẳng hàng xuống dưới. Ok, vậy là 50 là lẻ nè. Xuống nè, các bạn thấy nè, tới chân số 8 cho nó thẳng hàng. Mình nhìn ở dưới cái góc góc ở dưới đây nè, bạn nó có cái kích thước nè. Chúng ta nhìn dưới đó để chúng ta đi đi cho nó đúng nha. Đây là bao nhiêu nè, đây là đang là bao nhiêu đây? Đây là trừ 0.5, kéo xuống dưới, à đây đang đang là in gì đó, thì 50 mil nè, 100 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 950 nè. Rồi nếu mà không chắc á, lấy cái sách cái thước ra tôi đo lại luôn, 950. Ok bạn thấy không? Rồi tiếp theo số 9, 12. Rồi, thế đây nhiêu? 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi nhưng DS đó. Rồi ok, là sau đó tôi vẽ cái khung ở ngoài, anh ghi kích thước bao nhiêu, từ đây tới đây là kích thước như vậy. Ok đây cái đã, từ đây tới đây chút nhiều không được, đây kích thước nhiều, Smart Dimension à, đây bấm vô đây coi thử coi. Đây lên 1050 nè, bạn thấy không đó. Rồi ta vẽ vô 1050, vẽ đúng vô nó, thì đó là một cái cách để mình làm. Còn không thì bây giờ mình import outline from DSF file, chúng ta có xuất ra cái DSF file hồi nãy đúng không, thì bây giờ mình gắn nó vô đây, tiny module đây. Ok rồi, kích thước sai mất, bạn thấy không, kích thước sai mất tiêu rồi, cái lỗ này to quá rồi, kích thước sai mất. Sai này là do là nó sai đơn vị á nha, sai đơn vị á. Để mình coi
Rồi như vậy thì chúng ta import vô nó bị sai. Thì đây mình phải lấy cái scale theo hệ in lại 0.0254. Chưa, chúng ta đặt vô đây. Rồi bạn thấy nè, thấy không? Đấy, 0254. Ok chưa? À, đây mình thiếu một chân à. New. Rồi. Ok ha. Rồi, chân số 1 mình có thể chỉnh nó lại thành chân hình rectangle nhé bạn. Rectangle thì đây mình chỉnh lại là rectangle đây. Cho nó ấy. Mình có thể tăng cái kích thước này lên, khoan lên 0.8, hoặc là chỉnh cái mấy cái bét nó lớn lên chút cũng được. Ok chưa? Đây mình để mình đánh dấu chân số 1 mình gắn vô. Rồi, ở đây nó có hai cái lỗ thì bây giờ mình phải để cái một cái bét vô đây cho nó hai cái lỗ này. Lỗ này thì bây giờ mình người ta khoan là lỗ mấy vậy ta? À, lỗ lỗ 1.2 chẳng hạn. Rồi, đây mình tăng lên là 2 đi. 2 circular. Rồi, ok. Mua thử. Tương đương chưa? Rồi, tương đương rồi. Lớn hơn 2. 2, 2 chấm mấy là lên là 3. Ok, chân số 13. Ở đây là nó không có chân cho nên là mình bỏ con số nó ra luôn. Ok, một cái bét vậy thôi. No name. Rồi đặt vô đây thêm cái lỗ nữa. Ok. Rồi. Rồi từ đây ra đây là từ đây ra đây là một ô của họ. Một ô của họ là một 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 100 mil á. Rồi mình vẽ cái đường biên của mình nha. 100 mil. Rồi ok. Mill. Đây là qua đây hai ô. Một ô không được. Move. Đây nè, một nè. Hai nè, đó, rồi. Rồi drag cái này qua. Nắm bên này chạy qua. Bên này chạy qua. Rồi. Đấy. Được chưa? Rồi, giờ mình ghi chú vô thêm. Thí dụ như đây chúng ta ghi chú vô đây là cái bộ ghi chú này bash rnd gì nè, là ghi chú vô. Bash ví dụ vậy. R đấy. Rồi, vậy chúng ta sẽ có một cái thư viện. Đây mình vẽ cái vòng tròn cho nó cái chữ lithium lên giống giống họ cho đẹp đi nè. Nha. Mua mấy cái này không liên quan, mua ra. Mua. Lithium. Bon. Battery. Kích thước tăng lên. Rồi, đấy. Save lại. Ok, tôi đã có một cái thư viện rất là đẹp ở đây. Đấy. Ok nha. Đó. Rồi, cảm ơn cái anh này nó cho mình cái thông tin này. À, còn mấy cục chỗ này chưa vẽ, thôi kệ. Đây nó không có chân thì thôi kệ nó. Rồi, chúng ta qua cái thư viện của mình. Ở đây, chúng ta annotate.
Rồi gắn vô. Tự tin. Trí cái két footprint. Đây, tự tin nha. Rất tự tin với cái thư viện của mình. Generate netlist. Rồi, ok. Update netlist. Update. Close. Ok, mình đã có một cái thư viện riêng của mình rất là bá đạo ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái thư viện 3D trên mạng thử xem. Mình grab cat tiny rtc, mình xem coi có anh nào tốt tính ảnh vẽ sẵn giùm cho mình hay không nha. Ok, ui một đống đây. Đó, chữ ds307 đi xem. Ô đây step hoặc là stl. Ồ, họ họ đã có cho mình cái file này mấy bạn. Quá đẹp luôn nha. Quá đẹp luôn. Download về mình dùng. Rồi để vô đây. Bạn lưu ý là mình có thể mình để chung một cái thư mục 3D để sau này mình có cái dự án khác mình dễ mình dùng nha. Rồi, chúng ta có cái file step này, bây giờ mình có thể mình gắn vô 3D setting. Gắn vô. Step đâu rồi? Để đâu ta? Cái dự án này. Step. Phải tới hai mấy mê rồi. Nên là chúng ta chờ nó xíu nó load lên quá nhiều chi tiết đi. Rồi đây nó load lên này. Ok. Lên. Rồi không đúng kích thước. Thì bây giờ chúng ta phải xoay nó nha. Xoay trục X 90 độ. Xoay cái trục này. Oops. Không phải rồi, xoay ngược lại. Rồi, chữ 90 độ. Rồi, đẩy offset nó lên. Rồi, đã đúng hay chưa? Y đúng hay chưa? Rồi giờ vô tương đối thôi, không có cần chính xác gì lắm. 0.5, 0.254 chắc. Đây một. Đây đây. Tương đối mấy cái lỗ nha. À cái thư viện của mình như nó hơi sai sai so với cái 3D, không biết là cái nào đúng. Rồi, ta lót nó lên, không có màu sắc gì hết, kệ nó đi. Rồi tạm thời như vậy nha.